Chiều 28 tháng 8, đoàn giám sát của Hội cựu chiến binh tỉnh do ông Phạm Thành Thật, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi giám sát việc thực hiện nghị định số 150 trên 2006 trên ND gạch đối CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ và nghị định số 157 trên 2016 trên ND gạch đối CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của chính phủ. Về sửa đổi, bổ sung nghị định số 150 trên 2006 trên ND gạch đối CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay thành phố có 1349 hội viên cựu chiến binh với 13 tổ chức hội cơ sở, 10 tổ chức hội phường xã và 3 tổ chức hội trong doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các ngành có liên quan và Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và quyền lợi cho các đối tượng là hội viên Hội Cựu chiến binh theo đúng quy định của các nghị định của chính phủ. Thành phố Tây Ninh đã thành lập ban chỉ đạo 24 để chỉ đạo triển khai giải quyết chế độ cho cựu chiến binh. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch, công bằng, khách quan, chặt chẽ. Từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75 hồ sơ. Việc tổ chức tăng lễ, giải quyết chế độ mai tăng phí các chế độ chính sách khác đối với cựu chiến binh khi từ trần được thực hiện đúng đầy đủ theo quy định ngoài ra thành phố còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tính từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 thành phố vận động xây mới 6 căn sửa chữa 4 căn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng phát biểu tại buổi làm việc ông phạm thành thật phó chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao ủy ban nhân dân thành phố thời gian qua đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với cựu chứng minh, tạo điều kiện cho hội cựu chứng minh thành phố hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. Ông Phạm Thành Thật cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian tới tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả, nghị định số 150 và nghị định số 157 của chính phủ về thi hành pháp lệnh về cựu chứng minh, đảm bảo hội viên cựu chứng minh trên địa bàn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.